Kênh truyền hình nhà nước Nga Rossiya 1 ngày 18 tháng 4 đã đăng video phỏng vấn Trung tá Nikolai Biliukov, chỉ huy tiểu đoàn 501 của Thủy quân lục chiến Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn này, ông nhấn mạnh ông không hối hận vì đầu hàng Nga. Biliukov nói trong cuộc phỏng vấn rằng, thật vô nghĩa khi để lại binh sĩ trên chiến trường, người dân địa phương ở Mariupol có khuynh hướng tiêu cực đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Sau khi xem xét tất cả những điều đó, quyết định rút quân được tôi đưa ra. Khi được hỏi liệu có hối hận về quyết định đầu hàng hay không, Biliukov trả lời là không, và ông cho rằng chính điều đó đã khiến tất cả mọi người đều được sống. Trước đó, hồi đầu tháng 4, đơn vị này đã hành quân không vũ trang qua Mariupol với hai tay giơ cao. Nhiều nguồn tin sau đó khẳng định khoảng 250 lính thủy đánh bộ Ukraine đã bị bắt làm tù binh. Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng tuyên bố đã bắt khoảng 3.000 binh sĩ Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuần trước cho biết 1.026 binh sĩ lữ đoàn 36 thủy quân lục chiến Ukraine, trong đó có 162 sĩ quan cũng đầu hàng.